Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Chúc các bạn vui vẻ mỗi ngày nhé. Hiện tại nhà mình đang có một cái bếp ga đã dùng lâu năm rồi. Nó bị trục trặc một tí kỹ thuật các bạn nhé. Thì hôm nay là mình bật cái bếp này lên thì nó vẫn còn cháy nhá. Còn cái bếp này bật lên thì nó lại không cháy nhá. Thì hôm nay là mình cũng làm một cái video chia sẻ lên cộng đồng mạng là cách khắc phục cái bếp ga này nhá các bạn nhá. Đây như cái bếp này này. Thì mình bật đây nhá các bạn này. Đây mình bật này. Đấy nó vẫn còn cháy này các bạn nhá. Đấy. Mình bật cái bếp này cho các bạn xem này là nó không cháy được cái bếp này nhá. Đây mình bật công tắc này. Đấy. 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 Khi mình bật là ga nó vẫn có lên đây cháy xè xè nghe tiếng nó vẫn có phủ lên mà lại không cháy được bếp nhá các bạn nhá. Đây mình bật đây này. Nhưng mình lấy bật lửa nhá, mình lấy bật lửa mình đánh này. Thế thì bếp vẫn còn cháy. Chứng tỏ rằng là cái bếp này là nó bị hệ thống đánh lửa hoặc bị thế nào nó không mồi được lửa đấy các bạn nhá. Mình dùng cái bật lửa này mình bật lên thì nó vẫn cháy bình thường. Sau đây là mình lật cái đít bếp lên là mình xử lý. Mình lật cái bếp ga này lên đó là mình phải bỏ các cái kiềng nhé các bạn nhé. Đây, bỏ kiềng nha. Đồng thời mình cũng bỏ các cái bếp này ra này. Các cái bếp cái này ra này. Đấy. Sau mình lật cái bếp ga lên ở dưới cái gầm của bếp ga để mình khám phá nhé các bạn nhé. Đây mình quay các bạn này ở dưới này. Đấy khi cái đường ở bình ga nó đi vào này, ga nó đi vào qua đây các bạn này. Ở bình ga này thì nó lên có một cái ống sắt của cái bếp ga nhá. Đây nó chạy lên này. Đấy nó chạy lên đây xong nó chia làm hai. Nó chia một đường là ra cái bếp bên này. Đây các bạn này. Thế một cái đường ra bên này. Tức là thành một cái chữ T đây các bạn nhá. Thì ga là nó vào đây nó ra bếp này, vào đây ra bếp này. Đấy. Thế bếp bên kia thì lúc nãy là vẫn cháy mà bếp này không cháy thì mình tức là xem xét lại ở cái chỗ hệ thống đánh lửa này nhá. Còn ga cái đường ga này là vẫn ổn định, công tắc vẫn tốt. Đấy, đường ga đây mình quay các bạn này. Nó vào đây là nó ra đây. Nó ra đây nó ra cái họng. Cái họng bếp ga này vẫn tốt này các bạn. Tức là mình châm bật lửa nó vẫn cháy bình thường này. Đấy. Nó sẽ trục trặc ở cái má vít đánh lửa này các bạn này. Tức là ở cái bộ phận đây. Bộ phận riêng này. Tức bếp ga nó có một bộ phận là đánh lửa và một bộ phận là ga đi vào các bạn nhé, để điều chỉnh to bé ở cái công tắc ở trên này các bạn này. Đấy. Điều chỉnh bếp to bếp bé là nó như thế. Thì bây giờ là nó sẽ trục trặc ở bên cái bộ phận mồi lửa này các bạn nhá. Cái bộ phận đánh lửa này là nó có hai đường các bạn nhé. Một là cái đường của cái ma vít đánh lửa này. Hai là cái ống mồi ga của cho cái ma vít này nó đánh được lửa nó ra đây là nó phụt thẳng vào xuống đây xuống cái họng bếp này để bắt được lửa cháy các bạn nhé. Trong đó là hai cái này nó sẽ bị trục trặc cái nào đấy các bạn nhé. Thì sau đây là mình thử bật đây. Sau đây mình thử bật cái công tắc trên này để xem cái ma vít này còn đánh lửa không các bạn nhé. Đấy mình quay gần cho các bạn xem. Đây các bạn để ý cái đầu ma vít này nhá. Nếu mình bật cái công tắc mà vẫn thấy đánh lửa tức là cái ma vít này vẫn tốt đấy các bạn nhá. Đây mình bật này. Đấy vẫn có lửa nhá các bạn nhá. Đấy vẫn chớp lửa này. Đấy ở đầu này nó vẫn chớp lửa các bạn này. Chứng tỏ là cái ma vít này là vẫn tốt đấy các bạn nhá. Đây mình bật lại này. Đấy. Đấy. Tức là cái ma vít này là đầu nó đây vẫn đánh lửa ra. Thì mình loại trừ nhá. Nó bị tắc cái ống. Nó bị tắc cái ống mồi ga các bạn nhé. Khi ma vít đây có đánh lửa rồi mà lại không thấy bốc lửa phụt ra thì chứng tỏ là nó bị tắc cái ống mồi ga này. Đấy. Nên là mình thông lại cái ống mồi ga này chắc cái con nhện hoặc cái gì lâu ngày nó chui ở trong này nhá. Thì ga nó không phụt được ra đây là nó không đánh được lửa các bạn nhé. Mình dùng cái cây nhé các bạn nhé. Nhặt một cái cây, cái que gì ở đây. Cho nó dài làm sao mình thục được lên nước lượng tận kịch ở chỗ trên này các bạn này. Đấy. Mình thục ở cái lỗ mồi ga này. Đấy, mình thục ở lên trên này. Đấy. À, nó mạng nhẹn các bạn ạ. Đây, mạng nhẹn này.
mình thu cái bằng nhẹ nó ở trong này, nó đã lên trên này. Đấy, mình vẽ ra này. Đây bằng nhẹ nó nhét rồi các bạn ạ. Đấy, bằng nhẹ nó làm đây là cái chỗ mồi ga nó không ra được đây. Đầu bằng nhẹ đây mình thu cái cuốn ở đây. Đấy. Thu tiếp này. Các bạn thông cái chỗ mồi ga này. Các bạn cứ thu mạnh vào. Xong các bạn thử lại. Đấy, mình đã thông nhiều lần ở cái chỗ ống mồi ga là xong. Bây sau đây là mình thử lại để xem bật lên nó có đánh lửa các bạn nhé. Đấy. Đây mình lại tiếp tục bật cái công tắc này để cho các bạn xem nhé. Đấy, đánh lửa nhá. Đấy. Khi cái ống mồi ga này nó thông cái là nó có cái một cái luồng ga nó phụt ra đây thì nó đánh lửa đây, nó cháy ngay thì nó đốt vào cái bếp này các bạn nhé. Đây mình bật này. Đấy. Đấy, chứng tỏ là cái chỗ mồi ga này nó bị cái màng nhện các bạn nhé. Cái ống mồi ga này bị con nhện nó làm cái tổ màng nhện ở trong này. Đấy, một cái xử lý rất đơn giản như thế. Thì sau đây là mình hạ lại cái bếp ga này và mình test cho các bạn xem nhé. Sau đây mình hạ cái bếp xuống này. Mình lắp cái bếp này vào nhé các bạn nhé. Tin chắc là được thôi. Thì lý do là nó mắc cái con nhện nó làm cái màng ở trong nên là nó chắn mất cái họng mồi ga nên nó không cháy được. Thế sau khi mình đã hạ lại bếp và mình để cái bếp này vào nhé các bạn nhé. Hai bên mình để bếp rồi, sau đây mình test cho các bạn xem này. Đây các bạn nhìn nhá, mình bật này. Đấy, cháy rồi. Chứng tỏ là nó tại mỗi một cái mạng nhện các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, bên này cháy rồi. Mình đặt cái kiềng vào. Bên này mình cũng đặt kiềng vào. Đấy nhá, các bạn nhá. Mình bật lại các bạn xem này. Đấy, bên này mình bật lại này. Đấy, hai bếp cháy cả này. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn lên cộng đồng mạng một cái mẹo rất nhỏ, nó chỉ có tắt cái đường mồi ga các bạn nhá. Chỉ vì một con nhện mà nó làm tắt đường mồi ga mà cái bếp bên này mình không lên này nhá. Thôi, video của mình đến đây cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn mà thấy hữu ích thì cho mình xin một nút đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Xin chào.